điều anh chưa nói với em. Chào thảo anh. Mọi người nhấc tay em rồi. Em chuẩn bị ọp đây. Buồn quá, chưa đủ chỉ tiêu. Hát gì lên đi đêm quá yên, trôi theo cơn mưa bờ sông cháy trắng. Đi vinh cây mà không ai đồng ý. Hôm nay xấu nhưng tóc đẹp là sao? Hôm nay xấu nhưng tóc đẹp. Wow. Là khen hay chê? Là đã khen dữ chưa? Hả? Khen hay chê? Khi mùa đông đến, trên lạnh dưới nóng. Em bật điều hòa em vẫn nóng hết người, em cảm thấy nóng. Khi mùa đông đến, quên được không bao trái tim ta chưa bao giờ quên được không những yêu. Hello Kiều Noan nhá. Ủa, hello chị. Chờ từ nãy giờ mới chưa tao đây chứ. Em chào anh Vương ạ. Chơi hai hay chơi bốn hay là anh? Chơi bốn đi cho đông vui chị nhỉ? Ok, chờ có gì gánh nhá. Gánh? Ừ, gánh. Ôi, có một anh sang đây bảo hai đứa PK với nhau kìa. Ủa gì vậy? Ủa, sao mà anh nói đúng quá vậy? Trời ơi, nói gì không nói đi, ai nói đúng khác. Quá trời. Ủa alo, là PK dữ chưa bà? Nhạc gì nghe buồn vậy? Là bị cay dữ chưa? Mọi người ơi, mọi người chắc sẽ được theo dõi nha. Hello chị Bi. Hello Tây. Còn một người nữa mà, một người nữa. Mọi người nghe chị. Em vừa lên live. Mới lên live luôn hả? Dạ. Chị là tâm em mang mang lên làng xóm. Chị Hello Phương, em chào chị Phương à. Mọi người ơi, chơi bao nhiêu điểm có kèo nè? 100 điểm đi, 100 điểm. Chứ ở trong không có, có gì từ từ hạ. 100 điểm đó chị ơi, 100 điểm. Ok. Hai người. Đúng rồi, chị Phương qua với em đi chị Phương ơi. Mọi người phải nói là chắc chắn có điểm thì mới có điểm. Mình nói thế. Chờ mình nói cho anh vay 100 điểm mọi người ơi. Anh đấu cho vay 100 điểm anh không? Anh cố Phương, Phương đây là anh không còn đây là Phương hả? Có lẽ nào. Oh yeah, oh yeah. Mẹ chào chồng mèo yêu. Không có anh nào để chồng bi yêu hết. Đeo cái lỗ tai mà đâu. Bi là phi công hả? Hello. Ai hỏi bi á? Thích lái phi công thôi chứ không phải là phi công. Chị Bi thích lái phi công. Sao Phương nói đúng dữ vậy trời ơi, Bi định nói luôn á. Quỷ sớ à. Ê ơi, Bi em đoán được mà chị không sao. Lâm Bi em cũng thích. Tại vì em cũng thích mà đúng không? Hello anh trọng tâm à. Phi công ngon mà. Phương Bi à. Ok. Ngắm Bi em rồi. Mọi người ơi, cứu em đi ngay. Không, Bi học hàng không nhưng mà Bi không có học phi công. Phi công 39 tuổi được không chị hả? Ồ cha, phi công này cũng mời. Sai rồi nôi. Vì sai. Ông già.
rồi, mình con thôi dài ông rồi, xin đừng nha, vay ông rồi. Bình lót mà anh này em chơi kèo gì chưa đủ điểm chặt kèo luôn á. Kèo gì cả nhà, em muốn một phi công nhân đôi kìa mọi người ơi. Chơi kèo gì nhỉ mọi người? Em muốn lấy phi công, lấy phi công. Trời ơi Vương ơi, view cao quá. Mình bị bỏ cùng view thế này bốn bông có mà chết à. Mọi người ơi, cảm ơn anh chúng ta công sức đi cả nhà. Mọi người một bông.